Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh News 24 giờ, kênh cập nhật những tin tức giải trí nhanh nhất và chính xác nhất có trong 24 giờ qua. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Nếu là một fan K-pop, bạn sẽ biết đến cụm từ PAK được viết tắt cho Perfect On Cue chỉ áp dụng trên iChat. Đây là thành tích có được khi một ca khúc nào đó dẫn đầu tất cả các bảng xếp hạng, bao gồm cả bảng thời gian thực là Real Time, bảng hàng ngày Daily và hàng tuần Weekly. Bởi thế, việc một nghệ sĩ nào đó liên tục đạt được chứng nhận trên là một niềm tự hào rất lớn. Lịch sử K-pop ghi nhận 4 ngôi sao là Big Bang, IU, Twice và BTS có số lần đạt Perfect On Cue nhiều nhất. IU, ngoài danh xưng em gái quốc dân, người hâm mộ còn gọi IU là nữ hoàng nhạc số. Bởi lẽ hầu như các bài hát nào của nữ idol cũng oanh tạc các bảng xếp hạng. Những trang uy tín thuộc hệ thống iChat như Melon, Genie hay Floor liên tục ghi nhận vị trí top 1 từ các sản phẩm âm nhạc của IU mỗi lần cô nàng comeback. Thế nên việc nữ idol sở hữu số lần đạt Perfect On Cue nhiều nhất K-pop là điều dễ hiểu. Mới đây thì em gái quốc dân còn đạt được thành tích này từ bài hát Strawberry Moon chỉ sau 5 ngày phát hành. Tính đến nay, IU có đến 21 lần có chứng nhận Perfect On Cue, một con số mà bất kỳ thần tượng Hàn Quốc nào cũng mong muốn có được. Big Bang, đúng là đẳng cấp ông hoàng K-pop, 5 năm qua vẫn chưa hề có bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào được phát hành, nhưng thứ hạng của họ chưa hề có bất kỳ một idol group nào có thể vượt qua. Theo đó, Big Bang sở hữu 5 lần đạt Perfect On Cue, thậm chí năm 2018, nhóm còn đạt Perfect On Cue vào thời điểm có 4 trên 5 thành viên đã nhập ngũ. Khoảng thời gian còn đều đặn phát hành các sản phẩm âm nhạc, gà nhạc YG vẫn luôn ghi tên mình trong các lễ trao giải thường niên. Đã lâu không hoạt động, nhưng Big Bang vẫn luôn nằm trong top cao bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của idol group. Twice và BTS. Trong khi đó thì Twice là nhóm nhạc nữ Perfect On Cue nhiều nhất trong lịch sử K-pop, đặc biệt trong 3 năm đầu tiên hoạt động, nhóm liên tục có các ca khúc được chứng chỉ này. Đầu tiên là Cheer Up và TT phát hành năm 2016, sau đó là Knock Knock năm 2017 và sau đó là Yes or Yes 2018. Trong khi đó thì ca khúc TT mất 2 ngày để vươn lên đứng đầu hệ thống iChat và giữ được vị trí này đến 91 giờ. Những thành tích trên đã cho thấy mức độ càn quét trên thị trường nhạc số của Twice. Đồng hạng với gà nhà JYP, chính là nhóm nhạc nam BTS. Từ năm 2018 đến 2021, nhóm có 4 ca khúc liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng Real Time, 24 Hit và Daily của hệ thống iChat. Trong khi đó, thì Dynamite phát hành vào tháng 8 năm 2020 đã giúp cho BTS tích lũy hơn 600 giờ giữ Perfect On Cue. Thành tích này đưa nhóm thành nghệ sĩ có số giờ Perfect On Cue nhiều nhất. Bên cạnh việc oanh tạc các bảng xếp hạng, hầu hết các bài hát của BTS đều thành xu hướng âm nhạc với nhiều bạn trẻ. Hiện tại, sức nóng của nhóm vẫn chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Ngoài độ nổi tiếng tập thể, danh tiếng thương hiệu cá nhân của từng thành viên cũng liên tục tăng vọt. Trung bình mỗi năm, K-pop chỉ có khoảng 10 ca khúc đạt Perfect On Cue. Chính vì thế, việc 4 nghệ sĩ này nhiều lần sở hữu chứng nhận danh giá trên khiến không ít thần tượng phải ngưỡng mộ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24 giờ. Mọi ý kiến trái chiều mời các bạn để lại bên dưới phần bình luận để đội ngũ của chúng mình có thể kịp thời trả lời. Các bạn nhớ đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ Knews 24 giờ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.